mùi trùng nhiều quá. Mùi trùng. Đây nó sắp như vậy đấy. Wow, mà là sắp ăn hả? Sắp nó ăn rồi. Nhìn như ngã là để chỉ mùi xong đấy, nó cứ lôi thôi. Ăn liên tục. Dạ. Kia dính các bạn. Kia dính kìa. Sao? Tắt bật lại. Ừ, bấm. Rồi đâm, nhớ vào đâm. Bọn này khóc bị đây vậy có thu dụ chắc như cu xiên cái lạc lây xiên vậy anh sẽ ăn để anh em ăn dễ ăn à anh em đập bể đập bể thế ha ba ha ba cái đó gì đừng cho ác tác như đừng mà đừng cho ác tác như đừng đừng cho ta hố mà bật lại à?
theo ấy. Như như ngã là một thật to. Ta nâng cái bên này. Anh này nâng này. Được một con các bạn. Hà rồ. Thế nãy các bạn. Đấy. Dạ. Rồi. Một ký nữa. Con nhìn mà nó lạc cho anh em lạp lạc nữa. Dạ bố đi lắc lên nữa quên nữa nên to lắm này, gặp quá anh, thứ mỗi sẽ thấy động to lắm các bạn. Có tiếp không? Không. Mùi trung các bạn.
Thì giỏi, cá này ăn giỏi lắm các bạn. Rồi chỉ mua xong đấy, nó cứ lôi thôi. Đất, nó ăn liên tục. Dạ. Kì dính các bạn. Kì dính các bạn. Được một con. Mồi à, dính à, các bạn. Được con rồi. Các bạn kia thôi. Cái cái niêng bọc này bên niêng nhẹ đó các bạn. Niêng bọc mà bị rồi, cái niêng nhẹ rồi. Mình đi có cá các bạn. Cá đồ to không? Rồi mình nghỉ thôi, nhậu thôi các bạn ơi. Mình nướng ở đây luôn nè. Cái cá nhỏ mình thả là hết rồi. Bạn, mấy cá lớn thôi. Đây. Chục con mình thả là 7 con rồi. Chỉ nướng 3 con thôi. Cá đã to nè. Xong rồi các bạn, chuẩn bị nhậu thôi. Làm mà anh làm. Chín. Mời các bạn uống nước ngọt đây nha. Tặng nước ngọt. Có cá là thú vui ấy. Sướng lắm các bạn, giật cá chứa tay. Nguồn quá.